Thì từ hôm bữa tới giờ thì tụi mình bị nổ comment luôn. Có rất là nhiều bạn kêu mình hãy review em Xiaomi Watch S1 này đi. Thì hôm nay đã gần một tuần mình sử dụng em này rồi, thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận sâu sắc nhất của mình về em Xiaomi Watch S1 này nhé. Ok, bắt đầu thôi. Điều đầu tiên đập vào mắt mình khi mà mình nhìn em Xiaomi Watch S1 này đó chính là cái mặt đồng hồ của em này rất là to. Và với kích thước mặt như thế này thì mình nghĩ các bạn nữ nào mà có cổ tay vừa hoặc là lớn thì mới nên tham khảo em này nha. Còn lại các bạn nam nào cũng có thể đeo vừa hết, tại vì mình nghĩ với cái kích thước mặt đồng hồ như thế này thì sẽ vừa tay với các bạn nam hơn. Thì em Xiaomi Watch S1 này sẽ ra mắt đồng thời với em Xiaomi Watch S1 Active, và tụi mình cũng đã có làm video review về em nó rồi. Các bạn muốn xem thì có thể vào kênh của tụi mình để xem nha. So với bản Active có thiết kế mạnh mẽ thể thao thì em này sẽ có thiết kế dạng thanh lịch, cổ điển hơn một chút xíu. Viền mặt đồng hồ sẽ có các cọc số như thế này nên là cũng toát lên một cái vẻ mạnh mẽ và nam tính nữa. Còn nữa, về phần dây đeo thì với phiên bản Watch S1, chúng mình sẽ có thể lựa chọn giữa dây đeo silicone hoặc là dây da. Hai loại dây này thì được hãng tặng kèm trong hộp luôn. Thì với hai cái phiên bản dây như thế này thì mình nghĩ các bạn có thể tùy ý linh hoạt thay đổi để phù hợp với nhu cầu của các bạn. Ví dụ như là những ngày mà chúng mình cần đi sự kiện, cần một cái phong cách mà nó formal, mà nó thanh lịch á, thì các bạn có thể dùng dây da. Còn khi mà luyện tập thì mình khuyên là các bạn nên đổi thành dây cao su để mà có thể thoải mái vận động hơn rất là nhiều. Em Xiaomi Watch S1 này sẽ có một màn hình AMOLED có kích thước là 1.43 inch, nên là sẽ cho không gian hiển thị cực kỳ lớn. Mật độ điểm ảnh là 326 ppi, nên độ phân giải rất là cao, với màu sắc chân thực lắm luôn. Thì với em Xiaomi Watch S1 này thì mình thấy đây là lần đầu tiên mà Xiaomi đánh vào phân khúc giá tầm trung và cao, tại vì các sản phẩm trước đây của Xiaomi đều có phân khúc giá rất là rẻ luôn. Và em này sẽ được Xiaomi đầu tư hảo một cái mặt kính sapphire rất là cao cấp. Thì cái mặt kính sapphire này không những có giá trị thẩm mỹ mà nó còn giúp cho cái mặt đồng hồ được bảo vệ một cách tốt hơn. Nhưng mà sẽ có một điểm trừ nho nhỏ với mặt kính này, đó chính là nếu xem ngoài trời nắng thì sẽ hơi bóng một chút xíu. Nhưng mà chỉ bóng một xíu thôi nên là mình nghĩ đây không phải là một vấn đề to tát gì hết. Ngoài ra, đồng hồ sẽ có chế độ điều chỉnh ánh sáng màn hình phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài. Nên là khi ở trong điều kiện trời tối thì màn hình sẽ tối đi, còn ở ngoài trời nắng rực thì màn hình sẽ đủ sáng cho chúng mình nhìn luôn. Còn không thì các bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình. Và riêng mình đã thử điều chỉnh độ sáng đến mức 3 thì mình thấy đủ nhìn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Và Xiaomi Watch S1 cũng sẽ được trang bị tính năng Always On Display, tức là giữ cho màn hình luôn sáng. Và mình khuyên các bạn là nên hạn chế sử dụng cái tính năng này lại, tại vì nó sẽ hao pin nhiều hơn. Và em Xiaomi này cũng sẽ được trang bị cái tần số quét là 60Hz. 60Hz đó các bạn nghe không nghe lầm đâu. Và khi mà mình lướt siêu nhanh đó, thì nó cũng rất là mượt luôn. Đồng hồ có rất là nhiều giao diện màn hình đẹp để các bạn có thể tùy ý thay đổi. Mà mình thích nhất là cái màn hình động như vậy nè, nhìn dễ thương với sang muốn xỉu luôn. Bên phải đồng hồ thì sẽ có hai cái nút bấm cơ như thế này. Thì ban đầu mình nhìn thì mình nghĩ cái hai cái nút này có thể vừa bấm mà vừa xoay để mà điều khiển đồng hồ được luôn, nhưng mà không các bạn à. Hai cái nút này chỉ có thể dùng để bấm để mà điều khiển được thôi nha. Nút ở trên được dùng để làm thao tác chọn, mở menu chính để vào các tính năng của đồng hồ. Còn nút bên dưới sẽ dùng để mở nhanh các ứng dụng nè. Các ứng dụng của đồng hồ thì được sắp xếp rất là gọn gàng, nhìn thuận tiện và rất là dễ sử dụng. Lướt qua trái để mở nhanh các ứng dụng thì sẽ được bố trí thành từng cụm như thế này. Nói chung là đỡ tốn thời gian của mình rất là nhiều khi mà mình phải lướt qua nhiều ứng dụng để xem á, và cũng gọn hơn nữa. Về phần sạc pin thì chúng ta sẽ có một cái sạc 500 như thế này. Khi sạc pin thì các bạn chỉ cần đặt đồng hồ vào đúng tiếp điểm thôi thì đồng hồ sẽ tự động hít vào luôn, nên rất là dễ dàng. Xiaomi Watch S1 cũng sẽ dùng hệ điều hành riêng của nhà Xiaomi, đó chính là MIUI for Watch. Rất là xịn sò luôn á nha. Mình thấy cái hệ điều hành này khi mà sử dụng trên Watch S1 rất là mượt mà, có thể tương thích với cả Android lẫn iOS đều dùng vô tư luôn. Để bắt đầu sử dụng đồng hồ thì các bạn phải kết nối với điện thoại trước và thông qua một cái app có tên là Mi Fitness. Để tải app xuống thì cũng dễ thôi, các bạn chỉ cần vào CH Play hoặc là App Store tìm một cái app tên là Mi Fitness rồi tải như bình thường. Tải xong thì kết nối và đồng bộ với đồng hồ là sử dụng được ngay. Giao diện app thì sẽ rất là quen thuộc với các bạn mà hay sử dụng các đồng hồ đến từ nhà Xiaomi như là Redmi Watch Highlight đó. Giao diện thì nhìn chung là dễ xài, trình bày đẹp, gọn gàng, dễ nhìn và tiện theo dõi các chỉ số sức khỏe cũng như là kết quả luyện tập. Để mà nói đến những cái tính năng nổi bật cho em Xiaomi Watch S1 lần này thì phải kể đến những cái tính năng luyện tập cũng như là theo dõi sức khỏe cực kỳ chuyên sâu và chuyên nghiệp luôn. Watch S1 thì sẽ được trang bị hơn 117 chế độ luyện tập khác nhau, và trong đó sẽ có 19 chế độ luyện tập chuyên nghiệp. Về mấy cái bài tập trên em này thì nhiều quá mình không có tập hết được, nhưng mà mình cũng đã thử tập một vài bài cơ bản như là đi bộ nè, đạp xe ngoài trời, rồi nhảy dây vân vân. Thì mình thấy các số liệu được thống kê rất là chi tiết và chính xác luôn.
Có một điểm này, khi mà luyện tập và đặc biệt là mấy bài tập ngoài trời á, thì đồng hồ sẽ luôn luôn được kết nối với GPS. Mà mình nghe nói đó là GPS cao cấp lắm luôn, đa nền tảng nên là sẽ cho cái kết quả định vị vô cùng là chính xác. Mình đã thử tập hai bài cơ bản, đó chính là bài đạp xe ngoài trời và bài nhảy dây. Về bài đạp xe ngoài trời thì mình đã so sánh cái kết quả đi được trên đồng hồ và so sánh với đồng hồ xe máy, thì mình thấy cái chỉ số chênh lệch không đáng là bao nhiêu hết, rất là chính xác nha. Ngoài ra thì mình cũng có thử tập thêm một bài nữa, đó là bài nhảy dây. Thì khi nhảy thì mình nhớ rõ là mình nhảy tầm 182 là 183 cái gì đó, thì đồng hồ cũng thống kê là 180 cái, thì mình thấy đây là một cái số liệu rất là chính xác luôn. Còn nữa, các bạn có thể vừa luyện tập mà vừa nghe nhạc được luôn. Bạn nào thích luyện tập thể thao này kia thì rất là nên sắm em này luôn. Bên cạnh những cái chế độ luyện tập thể thao chuyên sâu thì em này cũng sẽ sở hữu những cái tính năng theo dõi sức khỏe nổi bật như là đo SpO2 nè, đo nhịp tim, rồi theo dõi giấc ngủ, theo dõi căng thẳng, chu kỳ kinh nguyệt v.v. Và mấy cái tính năng này thì những cái em đồng hồ trong phân khúc giá như thế này thì chắc chắn sẽ sở hữu rồi. Nhưng mà em này sẽ hơn ở điểm nào? Em này sẽ nổi bật ở chỗ là các chỉ số mà em này cho ra rất là chính xác luôn, gần như là 100%. Về tính năng đo nhịp tim và đo nồng độ oxy trong máu thì đồng hồ sẽ theo dõi suốt 24 giờ liên tục, nên là sẽ ghi lại tất cả các chỉ số luôn để mình tiện theo dõi. Thì mình cũng đã thử so sánh kết quả đo nồng độ oxy trong máu cũng như là đo nhịp tim của em này và so với máy đo y tế chuyên dụng thì mình thấy hầu như không chênh lệch gì hết, chính xác tuyệt đối luôn. Ngoài ra đồng hồ cũng sẽ theo dõi giấc ngủ cách chuyên sâu, rồi mức độ căng thẳng này kia cũng rất là chi tiết luôn. Mọi chỉ số đều được đo và hiển thị rất là rõ ràng trên đồng hồ và app Mi Fitness, là sẽ có giờ ngủ nè, giờ thức dậy, ngủ bao lâu, ngủ sâu hay không. Còn bên cạnh đó sẽ có đo SpO2 và nhịp tim suốt thời gian ngủ nữa, nên là các bạn có thể theo dõi rất là sát sao luôn. Trong quá trình sử dụng thì mình thấy thông báo tin nhắn, thông báo từ các app thì Xiaomi Watch F1 nhận rất là nhạy, gần như là đồng thời với điện thoại. Về thông báo các app thì app hiện rõ icon app như thế này nè. Bấm vào thông báo xem tin nhắn thì phông chữ sẽ rõ ràng, đẹp và không bị lỗi. Và chữ cũng rất là to luôn nha, nên là nhìn rất là dễ dàng luôn. Nói chung là chẳng khác gì nhìn trên điện thoại hết á. Nhưng mà chỉ có một cái điểm nhỏ, đó là các bạn chỉ xem được thôi chứ không có trả lời tin nhắn được ngay trên đồng hồ. Không những nhận được thông báo tin nhắn mà em Xiaomi Watch F1 còn có thể nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ. Mình có thể nghe gọi mà không cần đến điện thoại. Ok, bye bye. Dạ, bye bye chị. Nhìn chung thì mic và loa đàm thoại tốt nè, mạch lạc, rõ ràng, đứng chỗ đông người ồn ào vẫn nghe rất là rõ. Ngoài ra thì đồng hồ cũng sẽ ghi lại các cuộc gọi đến nè, cũng như là các cuộc gọi nhỡ để các bạn không bỏ lỡ những cái thông báo hoặc là cuộc gọi quan trọng. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái phần siêu quan trọng mà các bạn hay hỏi mình nhất khi mà sử dụng các thiết bị công nghệ, đó chính là thời lượng pin. Thì theo hãng công bố thì em này có thể sử dụng 12 ngày ở chế độ thông thường, còn 24 ngày ở chế độ tiết kiệm pin. Nhưng mà theo cái thời gian sử dụng thực tế của mình thì mình thấy chưa đến cái con số đó đâu. Lần cuối mình sạc pin là tối thứ ba và sử dụng đến hôm nay là 2 ngày rưỡi. Thì mình cũng đã dùng những cái tính năng như là nhận thông báo nè, mình bật nhận thông báo tin nhắn, cuộc gọi. Và tin nhắn của mình thì tới liên tục luôn. Và hôm qua mình có mang đồng hồ để đi đạp xe, nhảy dây hết 1 tiếng nè, bật GPS liên tục khi luyện tập. Ngoài ra mình còn đeo để theo dõi giấc ngủ, theo dõi SpO2, nhịp tim. Và độ sáng màn hình thì mình để ở mức 3 chủ yếu. Và lâu lâu thì mình mới bật Always On Display. Và hôm nay đã qua 2 ngày rưỡi thì pin sẽ còn gần 50%. Và với cái tần suất mà sử dụng như mình thì các bạn có thể sử dụng tới tận 4 đến 5 ngày mà không cần phải sạc luôn. Thì mình nghĩ đây là một cái thời lượng pin có thể nói là tốt, rất là tốt so với cái mức giá như thế này. Bây giờ mình sẽ điểm lại một vài điểm mà mình thấy nổi bật nhất trên em Xiaomi Watch F1 này để các bạn có thể nắm nha. Đầu tiên đó chính là thiết kế nè, thiết kế rất là đẳng cấp luôn, có thể phù hợp cho những dịp trang trọng cũng như là luyện tập bình thường đều rất là ok. Thứ hai đó là em này sẽ sở hữu những cái tính năng luyện tập cũng như là theo dõi sức khỏe chuyên sâu và nâng cao, và đặc biệt là các chỉ số cho ra rất là chính xác, gần như là 100%. Và thứ ba là các thao tác trải nghiệm rất là mượt mà, đặc biệt là em này có thể nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ luôn. Và cuối cùng là thời lượng pin. Pin mình nghĩ đó là rất là ok đối với cái mức giá mà từ dưới 6 triệu như thế này. Và mình cũng muốn nói sơ về cái mức giá của em này để các bạn có thể tham khảo nha. Thì em này sẽ được bán độc quyền tại Thế Di Động với cái mức giá là 5.990.000 đồng. Và dành cho 1.000 suất đặt hàng đầu tiên tại Thế Di Động thì các bạn có thể nhận được những cái phần quà rất là giá trị luôn. Đầu tiên sẽ là một em tai nghe Redmi Buds 3 với trị giá là 1.490.000 đồng. Thứ hai là một em loa Bluetooth với giá trị là 950.000 đồng. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội trả góp 0% nữa, nên là hãy nhanh tay đặt hàng để mà nhận được những cái phần quà hết sức hấp dẫn này nha. Và đó là những cảm nhận của mình khi mà sử dụng em Xiaomi Watch F1 này. Các bạn thấy sao hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo để ủng hộ những video tiếp theo của tụi mình nha. Và bây giờ thì bye bye.